Theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 tới, dự kiến mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng bình quân 6%. Do thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính, người lao động tại một số địa phương sẽ được hưởng mức tăng lương tối thiểu cao hơn mức bình quân chung. Đối chiếu các mức tăng lương tối thiểu vùng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hóa có thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn sẽ được điều chỉnh từ vùng 3 lên vùng 2, tương ứng mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 3.640.000 đồng một tháng lên 4.410.000 đồng một tháng, tăng 770.000 đồng một tháng, tương ứng 21,15% các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoàng Hóa, Nông Cống sẽ được điều chỉnh từ vùng 4 lên vùng 3. Lương tối thiểu của người lao động sẽ tăng từ 3 triệu 250.000 đồng một tháng lên 3 triệu 640.000 đồng một tháng, thêm 610.000 đồng một tháng, tương ứng 18,77%.